bà con luôn nha. Thì bữa nay thì mình rảnh thì mình làm một clip ngắn để mình chia sẻ cho bà con. Thì thường thường cái kênh của bên mình là chia sẻ vấn đề mà kỹ thuật khi mà trồng bử từ cái con tới cây trưởng thành. Thì trong một cái giai đoạn mà mình chia sẻ thì một số hộ bà con nhằm khi có áp dụng theo một cái cách làm bên mình thì có một cái sự thành công thì mình cũng rất là vui ha. Còn một cái thứ hai nữa là trong một cái giai đoạn khi mà mình rảnh đó, thì mình cũng quay những cái vườn của hộ dân khác, có nghĩa là trồng mít hay là trồng ổi này kia gì đó, thì thật chất ra là để cho một số hộ bà con nào có đam mê về trồng những cái loại cây đó thì sẵn một cái clip của mình đăng lên thì nó có một cái sự tham khảo luôn nha. Cho nên đó là bữa nay là mình quay một cái vườn bử bên mình, là có nghĩa là chính bản thân của mình trồng mà chính bản thân của mình cũng là phân thuốc tắc ha. Thì bà con xem á, thì nếu mà bà con thích thì bà con áp dụng theo, còn nếu mà không thích thì bà con xem thì cũng giống như là mang một cái tính chất tham khảo thôi. Còn nếu bà con thích á, về vấn đề mà thuốc tắc hay là cái này cái kia hay là một cái phương án mà trồng hợp lý á, thì bà con làm theo một cái cách bên mình thì nó cũng dễ dàng ha. Thì ở đây là vườn của bên mình đó, là mình trồng dừa và hạnh, thêm một cái nữa là bử. Có nghĩa là trong một cái giai đoạn mà khi mà mình trồng giống vậy đó, là một cái khu vườn của bên mình nó rất là dày nha. Cho nên là mình quay cho bà con xem ở trước mặt mình là nguyên một cái vườn hạnh ha. Có nghĩa là mình trồng ở dưới gốc những cái cây bử, thì mình trồng vậy thì nó cũng có một cái hay nha. Cái hay ở đây là bây giờ là mình không có cần mà phải mần cỏ nữa ha, tại vì cái vườn hạnh của mình nó đã trưởng thành rồi. Thì trong một cái giai đoạn trưởng thành giống vậy á, thì nó che khuất một cái số lượng cỏ nhất định. Thì mình trồng hạnh giống vậy đó thì bà con cũng biết rồi, trong một cái giai đoạn từ hồi năm rồi tới năm nay thì giá hạnh lúc nào nó cũng có giá hết. Cho nên là mình cắt thì mình bán cũng rất là nhiều tiền nha. Mà mình cũng nói cho rành, có nghĩa là một cái vườn bử này là một cái vườn mà bử mà to của bên mình ha, chứ không phải là một cái vườn bử già. Trong một cái giai đoạn trước á, là mình chia sẻ cho bà con á, nhằm khi những cái vườn bử mà không có trồng hạnh là một cái vườn bử già bên mình, thì mình chia sẻ như vậy á, để cho bà con cũng tham khảo thôi. Chứ mình ở đây mình làm vườn không phải là mình nói ra những cái gì mà đúng hết ha. Có sai một cái điểm gì thì bà con dễ áp dụng theo một cái cách làm, một cái cách tính của bà con lại, thì giống vậy một cái miếng vườn của bà con nó mới có một cái sự hoàn hảo nha. Cho nên nó là bử bên mình, dàn bử ta bên mình bên đây, thì trong một cái giai đoạn này trở lên thì mình cũng có bán rất là nhiều ha. Tại vì bử bên mình đó là hình thức nó cũng khoảng 4 năm mấy rồi. Giống như một cái trái bử này nó cũng chín đó nè, mà mình cũng chuẩn bị kêu lái. Đó, cho nên bà con nhìn lại một cái hạnh của bên mình đi, có nghĩa là vườn hạnh này mình trồng cũng rất là đẹp nha. Tại vì nguyên một cái khu vườn này là mình trồng xa xa lúc qua bên kia ha. Mà nhầm khi là mình quay một cái clip bên kia thì nó hơi bịch quá, còn mình chọn một cái clip bên đây thì nó có một cái sự thoáng hơn, thì mình quay giống vậy thì bà con coi nó rõ hơn ha. Đó, bà con nhìn một cái khu vườn bên mình, có nghĩa là bử thì cũng mang trái ha. Đó, cây bử của bên mình là trong một cái giai đoạn này bán cũng có tiền rồi nha. Còn thêm một cái nữa là dừa, có nghĩa là dừa ở đây là mình trồng dừa Mã Lai. Thì dừa Mã Lai thì lúc nào nó cũng có trái chân nha. Có nghĩa là dừa Mã Lai này nó không có bị mà thưa cổ ha. Có nghĩa lúc nào nó cũng dày cổ hết.
Tại vì trong một cái giai đoạn mà dừa Mã Lai á, là nó thu hoạch sớm hơn một cái dừa thường của mình, có nghĩa là nó nằm trung bình khoảng cả 20 bữa là mình thu hoạch một lần. Còn dừa thường của mình nó tối thiểu á, trung bình là khoảng một tháng. Thì mình trồng dừa Mã Lai giống vậy á, là nó vừa sai và nó vừa có một cái sự phát triển nhanh. Thì giống vậy á, là mình đốn liên tục, có nghĩa là 20 bữa thì mình đốn xe vòng hoài ha, thì giống vậy nó cũng có tiền. Mà mình trồng dừa ở đây là một cái quan điểm theo một cái khả năng của bên mình á, có nghĩa là một cái cách tính của mình á, là chủ yếu là không phải là vì tiền, mà có nghĩa là mình trồng chen vô là để cho một cái rễ dừa nó làm cho một cái mặt clip của dừa mình nó được gáo ha. Có nghĩa là dừa gáo mà lại dừa hút độc và giải phèn thì nó không có động nước, có nghĩa là rễ dừa đi tới đâu thì một cái clip của bự của bên mình nó sẽ không có gì vấn đề động nước. Thì giống vậy á, là cây bự á, nó không có bị ảnh hưởng gì vấn đề mà dàn lá thối rễ ha. Có nghĩa ý mình nói ở đây là cây bự á, là nó rất là nhạy cảm về vấn đề mà nước, tại vì nó dễ bị thối rễ. Tại vì cây bự á, là đa số á, là nó cũng nó đa số á, là nói vấn đề chứng bệnh mà nó phổ biến nhất là một cái chứng bệnh mà vàng lá thối rễ. Còn cái những cái chứng bệnh kia cũng có mà nó không có phổ biến bằng. Cho nên cái quan trọng mà mình muốn trồng bự làm sao mà để cho nó hạn chế về vấn đề mà thối rễ thì mình nên trồng dừa chen vô. Chứ nói về vấn đề dừa thì kinh tế á, thì tính ra nó cũng không có được là bao nhiêu ha. Mà cái quan trọng á, thì bà con nhìn thấy một cái khu vườn của bên mình, có nghĩa là những cái bự thì mình trồng, mình chen dừa vô đây thì những cái cây bự của mình nó cũng xanh tốt nha. Có nghĩa là những cái cây bự này trong một cái giai đoạn mà khoảng cỡ 4-5 năm mà một cái cây bự của mình lúc nào nó cũng xanh tốt như vậy thì cái vườn của bên mình thì nói lên là nó trúng rồi ha. Tại vì cây bự á, là mình trồng trúng hay thất á, là khoảng cỡ nằm khoảng cỡ 2 năm rưỡi là cây bự á, là nó bị thối rễ từ từ và nó bị vàng bạc từ từ. Còn cho nên là mình trồng những cái cây bự á, là trong một cái giai đoạn khoảng 4-5 năm nó đã chịu rồi, thì giống vậy là một cái khu vườn của mình thì nói tóm lại là nó có một cái sự thành công ha. Giống như cây bự này của mình thì bà con nhìn thấy đó, có nghĩa là mình rửa những cái mà gông rêu thì nó rất là sạch nha. Còn ở dưới á, là hạnh là mình trồng chen vô giống vậy, có nghĩa là mình đi vô thẳng á, mình quay cho bà con thì không được ha, cho nên mình đi là chủ yếu là dựa mé để mình quay. Thì vườn bên mình á, nói chung ra trong một cái giai đoạn này á, là mình thu hoạch được rất là nhiều cái thành quả nha. Cái thành quả thứ nhất á, là hạnh, tại vì mình trồng bử á, là trong một cái giai đoạn mà trong một cái giai đoạn trước á, là mình cũng nhờ về vấn đề hạnh, có nghĩa là mình trồng hạnh ở đây là chủ yếu lấy ngắn nuôi dài ha. Còn giai đoạn sau này thì cây bử của mình nó đã trưởng thành, nó đã phát triển, nó đã bán được rồi. Nhưng nói về vấn đề mà một cái hạnh của bên mình thì mình cũng rất là có hiệu quả nha. Tại vì cái hạnh nó càng ngày càng lớn lên, mà cái hiệu quả ở đây là khi mà mình đã phân về vấn đề thước tắc á, nó không có ảnh hưởng gì ánh nắng ha. Thì một cây bự với cây hạnh thì mạnh cây nào mới có trái. Còn dừa cũng vậy, có nghĩa là dừa thì mình trồng, mình phân theo một cái cách mà thước tắc á, là thưa, thì giống vậy á, nó không có ảnh hưởng về mà phản chiếu và ánh nắng ha. Cho nên nó là một cái vườn của bên mình á, thì dừa nó cũng sai, mà thêm một cái bử á, thì nó cũng tốt, nó cũng sai nha. Rồi thêm một phần nữa là hạnh ha. Có nghĩa là hạnh ở đây là mình trồng á, thì bà con nhìn vô là có nghĩa là thước tắc thì bà con nhìn chắc không có thấy rõ. Thì sẵn đây thì mình cũng chia sẻ luôn, có nghĩa là cái bử từ đầu này tới đầu kia
là khoảng cách là 5 thước. Thì 5 thước như vậy là một cái khoảng cách đó là mình trồng được hai cây hạnh ha. Thì một cái vườn hạnh ở đây thì bà con nhìn cũng thấy rõ rồi. Thì một cái vườn hạnh này là có nghĩa là mình quay xa xa qua những cái clip bên kia là hoàn toàn là bà con cũng thấy hạnh không nha. Để mình đi dài dài lại một tí để mình cho bà con nhìn một cái xa xa của một cái khu vườn của bên mình ha. Đó bà con nhìn những cái clip mà xa xa bên kia, có nghĩa là những cái clip xa xa bên kia toàn là hạnh không nha. Thì mình chia sẻ vườn của người này người kia hoài thì nó cũng vậy. Thì cho nên là bữa nay là mình chia sẻ một cái khu vườn của bên mình thì chủ yếu là để cho bà con có một cái sự tham khảo ha. Thì giống vậy bà con nào mà thích thì áp dụng theo một cái cách bên mình, còn nếu không thích thì bà con chỉnh sửa lại hay là không trồng thì cái đó là quyền của bà con ha. Mà cái quan trọng nhất là mình chia sẻ cho bà con để cho bà con tham khảo, thì giống vậy thì mình làm một cái chuyện này chuyện kia nó mới dễ có một sự thành công nha. Thôi mình cũng chúc cho bà con một ngày mới vui vẻ ha.